Chắc hẳn anh em chơi đấu trường chân lý mùa 10, không còn lạ gì vị tướng ba vàng Yone với khả năng cân tim ảo ma đúng không? Sang mùa 11, giá Yone vẫn giữ nguyên là 3 và độ ung thư của ông anh này còn được nâng tầm hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu sinh viên. Hôm nay hãy cùng cà phê nhân phẩm theo chân thầy huấn mì chiêm ngưỡng sức mạnh Yone mùa 11 nhé! Anh em mình vào việc! Trận đấu diễn ra ở cổng tăng máu, chắc chắn sẽ là một game dài hơi và có nhiều thời gian cho người chơi vẽ ra đội hình mạnh nhất. Ngay từ vòng quái đầu, Huân Mê đã có ngay hai con ba vàng, trong đó có luôn anh trai quốc dân Yone. Hai round quái tiếp, thay vì nhận đủ 3 mảnh thì anh Huấn chỉ nhận được 2 mảnh là găng và kiếm, còn lại là 3 con hai vàng gồm một đôi Yorick. Nâng cấp đầu tiên bậc vàng với võ sĩ giác đấu, ý thức thắng vật chất và bạn thân hai. Ý thức thắng vật chất sẽ cho một hình nhân và trao cho nó lượng máu bằng 250% tổng AP của các phù thủy cộng lại, do đó sẽ cần kích nhiều phù thủy để tối ưu. Rõ ràng là ép bài nên anh bỏ qua đầu tiên. Bạn thân thì cũ rồi, chẳng có gì đặc biệt. Còn võ sĩ giác đấu cũng có điều kiện khá khó khăn nên anh roll luôn cả ba. Ra cầu hồi phục, quyền năng phi thường và vệ binh U Linh. Vệ binh U Linh sẽ giúp các tướng cảnh vệ trở nên cứng cáp hơn đầu giao tranh, đồng thời họ sẽ nhận hộ sát thương của các tướng không phải cảnh vệ. Nâng cấp này khá ngon nhưng cũng hơi nhàm chán vì là lõi cho hệ phòng thủ. Cuối cùng anh chốt cầu hồi phục là nâng cấp combat đơn giản nhất và hợp mọi bài. Xong xuôi lên được Kha'Zix 2, cho vào kích tử thần với Yone. Nói qua về kỹ năng Yone, anh sẽ phóng tới kẻ địch xa nhất trong phạm vi 3 ô ở trạng thái linh hồn, gây sát thương lên các mục tiêu trên đường lướt, sau đó tấn công kẻ địch đó. Khi ở trạng thái linh hồn, Yone nhận lượng lớn tốc đánh. Không những thế, sau mỗi lần tung chiêu thì tầm lướt lại tăng thêm một ô. Kỹ năng siêu lỗi cộng với hai tộc hệ gây đam siêu mạnh là hắc ám và tử thần, Yone sẽ trở thành một sát thủ cực kỳ đáng sợ ở mùa này vì có thể ghim hàng sau bất cứ lúc nào. Đối thủ đầu tiên chỉ là một nhà cấp 3 chưa ghép đồ, anh dễ dàng lụng ngay chiến thắng. Qua 2.2 lên được luôn hai sao bộ đôi khổng lồ Shen và Yorick. Cả hai dù là tranh nhưng kỹ năng có sát thương không nhỏ và là những cỗ xe tăng cực khủng đầu trận. Nhờ đó mà không cần ghép đồ, anh Huấn vẫn dễ dàng thắng hai round sau và có chuỗi 3. Cuộc kỳ ngộ đầu tiên ở 2.4 với thần tướng Teemo, và chắc chắn anh em sẽ rất thích con chuột lùi này vì nó sẽ cho thêm một chiếc xẻng lên toàn bộ tướng, ai cũng có phần hết. Huân Mê lấy Yone cùng mảnh cung và xẻng. Về nhà lên 5 để kẹp vào hai Yone, anh tiếp tục chiến thắng với bài đấu không thể cản phá. Cuộc kỳ ngộ tiếp theo là với Janna ở 2.6. Cho người chơi một kho báu vật có thể làm mới tối đa 10 lần. Nhưng vì server thử nghiệm đang nhiều lỗi nên lần này anh Huấn không nhận được bất cứ thứ gì. Bỏ qua cuộc kỳ ngộ bị lỗi này, anh mua Tristana cho vào, kích được Cao Cường cùng Shen và Yone, tăng chút sát thương cho team và tốc độ lên cấp. Đối thủ khá trâu nhờ 4 cảnh vệ, nhưng sát thương vẫn không thấm được nhiều vào Shen và Yorick. Anh Huấn đấm nguyên sàn và có chuỗi 5. Quái đá trả 3 mảnh là gậy và hai váy. Chưa rõ mình phải làm gì nên anh vẫn chưa lắp đồ mà tiếp tục giao tranh. Nhưng bài anh vẫn quá khỏe với chất tướng cực mạnh, nâng chuỗi thắng lên 6. Bậc kim cương xuất hiện ở ngay nâng cấp 2. Ba lựa chọn ban đầu là vương miện tử thần, kho thần tích và thăng hoa. Thăng hoa không cần thiết khi team này đánh tương đối nhanh. Còn hai cái kia thì chắc anh muốn kiếm cái gì đó mới lạ hơn chút nên roll luôn. Dù trang bị chúng mang lại lúc này là ổn áp. Ba cái mới là khổng lồ tí hon, thứ 6 kỳ quái và kế ghép siêu công nghệ. Anh lấy luôn thứ 6 kỳ quái, rồi lên cấp và ghép ấn hắc ám, kích mốc 4. Sau đấy dồn hết đồ cho Yorick cánh tim vì hắn vừa gây được sát thương vừa chống chịu rất tốt. Đối đầu nhà thần thoại kẹp thiên cung, sát thương tương đối lớn nhờ kích mốc 5 và có Cogmore cùng Alun gánh. Dần dần quân ta đều dính nước bọt và ánh trăng rồi lên bảng hết. Riêng Yorick với hai đồ liên tục tăng máu và hồi phục, cùng Yone tiến vào kết liễu hai carry địch và mang về chiến thắng. Cho Kain vào thay Kha'Zix để có thêm U Linh. 3.3 này anh đã gặp khó khi đối đầu một nhà đã lên 7 có 5 sử gia. Hàng thủ rất cứng nhờ Riven 2, phải mất một lúc để cả Shen, Yorick và Yone hội đồng mới xử lý được. Trong khoảng thời gian đấy, Theo vẫn đang thăng tiến sức mạnh, tích đủ tốc đánh và vượt qua được sự hồi phục của Yorick. Anh Huấn nhận trận thua đầu tiên. Đi chợ nhặt kiếm, về nhà bắt được Nautilus để thay Tristana kích Cao Cường. Anh bán luôn Yorick để chuyển đồ sang Kain và Yone. Nước đi này tạm thời chưa hay lắm, khi round này anh bị áp đảo bởi một nhà thiên cung thần thoại. Độc dược sĩ Kim Cương khiến đối phương rất khó bị hạ gục. Sát thương của Kain và Yone 1 chưa đủ làm nên chuyện, thua 5 chết. Thứ 6 kỳ quái đã trả cái tam hợp thứ 2 cho Yone. Đối thủ 3.6 khá mềm với dàn tranh cảnh vệ và ở sau chỉ có Ari gây đam. Nàng cáo giờ chỉ có một vàng nên khó lòng chơi được như mùa trước, Huân Mê chiến thắng. Săn sói được 3 mảnh là kiếm, găng, nịt. Bước tới 4 chấm, anh bắt được Silas.
Round này kiểu gì cũng thua chắc vì không update bài. Cơ mà Yone đã gạt phăng ý nghĩ đó đi. Anh trai quốc dân sau vài lần dùng chiêu và sống sót đã đủ để bay thẳng ra sau, hạ Chana và Alun rồi hồi đầy máu. Sau đấy đánh bại hai chống chịu còn lại là Na và On. Nâng cấp cuối trở về bậc vàng với tứ phương tiếp viện, đánh Như Tử và Vương Miện bảo hộ. Anh rôn ngay Vương Miện ra tử thần đoạt hồn, giúp các tử thần nhận 8% chí mạng và 4% hút máu. Mỗi khi tham gia hạ gục thì các chỉ số này được cộng thêm một lần nữa. Nhận thấy hiệu ứng khá lỗi và hợp với Yone nên anh chốt luôn. Xong xuôi, rôn Yone rồi lên 8, kẹp đủ 6 hắc ám, chiếu sáng cả sàn. Đối đầu nhà định mệnh, chưa có carry 4 vàng Sinva nên vẫn dùng Ari 1 cầm đồ. Tốc độ ra chiêu và sát thương của nàng cáo không thấm vào đâu. Easy win cho hôn mê. 4.3, gặp lại nhà sử gia, đã lên mốc 7 và cho Kale đủ 3 cuộn giấy nâng cấp. Cả 3 đều là nâng cấp sức mạnh nên clear sàn rất nhanh. Yone thì đang thiếu đam cũng như chưa lên được 3 sao nên clear khá chậm. Dính đòn của Kale thẳng mặt và lên bảng. Hôn mê tiếp tục thất bại trong nhà này. Cuộc kỳ ngộ tiếp theo diễn ra ở 4.4. Lần này cũng là thứ mà chắc chắn anh em rất thích. Đó là Huy tô điểm vòng trợ với toàn tướng 5 vàng. Anh lấy Huy luôn để có thể vẽ Yone 3 sao. Đối đầu thần thoại, nhờ xếp bài khéo mà Yone đi thẳng được ra sau. Không con nào có khả năng sốc sát thương lớn như Kale trước đó, nên anh trai dễ dàng clear sạch, mang về chiến thắng cho hôn mê. 4.6, gặp một nhà sử gia khác, nhưng Kale chỉ có một cuộn giấy hỗ trợ. Đánh phụ thuộc vào Galio tranh nên không khác gì sân chơi cho Yone là lướt. Tiếp tục là một easy win. Trước khi giao chiến với bầy chim thì Kain 2 đã tự ra. Đang sẵn đồ Silas nên anh xả thêm chút và có Silas 2. Bầy quái tiếp tục trả đồ, anh tối ưu quyền năng và trái tim cho Silas. Không quên làm thêm cái giáp lửa để có vết thương sâu. Mở đầu 5 chấm với một nhà hiền nhân. Nhà này xếp Morgana lên hàng 2 để nhận hiệu ứng hút máu, nhưng cũng khiến cô thành miếng mồi béo bở. Không chỉ ăn vài nhát chém từ Yone mà còn dính ulti của Huy và cuối cùng Kain tới kết liễu. 5.2, đối đầu nhà Sinva định mệnh. Điểm mạnh của cô nàng là sát thương đơn mục tiêu cực lớn. Anh huấn lần này xếp bài không tốt, khiến Yone lướt thẳng vào lòng địch. Chưa kịp chạm tới Sinva thì đã bị thổi một đống bướm vào mồm và lên bảng. Kain và Silas rất cố gắng để giữ lại cái chuỗi, nhưng Sinva với trang bị full đam không nhờ một tí nào. Anh huấn thua hai chest. Đối đầu nhà thần thoại Riron, Yone lần này không còn bị tấn công nhiều nên lao được ra sau hạ Huy. Nhưng khi đang chém Cogmore lại phải rút về. Lúc này ta thấy được điểm yếu trong lối build này của hôn mê, đó là thiếu khá nhiều sát thương. Chưa kịp xử lý xong đối phương đã phải lướt đi nơi khác rồi. Mà tranh địch thì siêu trâu, khiến Yone không thể hồi máu bằng cầu hồi phục. Đánh thua 3 chest. Đi chợ nhặt bàn tay công lý cho Silas, về nhà rôn mạnh lấy Yone 3. Và anh đã thành công mà còn dư gần 30 vàng. Khá là mát tay đấy chứ. Gặp lại bài sử gia đã đấm mình 2 round trước. Do Kale đã không còn đủ 3 quận nên sát thương bị giảm đi nhiều. Các tướng 5 vàng nhà này kẹp vào mới chỉ 1 sao nên cũng không nhiều tác dụng. Ngược lại, bên hôn mê đã update Silas 2 cùng Yone 3. Cả hai cùng Kain quẩy tưng bừng mà không ai cản được. Thành công giúp anh Huấn trả lại 2 trận thua. Xử lý xong nhà sử gia thì gặp luôn nhà Sinva định mệnh. Lần này Silas lướt vào, đỡ đạn thay cho Yone. Không bỏ lỡ cơ hội, anh lướt xuống, hạ luôn Sinva. Mất carry thì bọn còn lại nhanh chóng bị diệt gọn. Nhà này đang mãi eco lên 9 thì bị tiện đi luôn. Bước sang 6 chấm, lúc này anh Huấn đã lên 9 và bắt đầu update. Thêm Rakan, kích Long Vương rồi lên đường Huy 2 hỗ trợ sát thương. Đối đầu nhà thần thoại Riron, dù không ám sát được carry địch trước nhưng bài anh đã chạm mốc quá khỏe rồi. Thắng áp đảo bằng cách đánh từ trên xuống. Silas dù là tranh cơ nhưng sát thương không hề thua kém Yone là bao. Như vậy anh Huấn đã giải quyết xong ân oán với cả 3 nhà đã đấm mình. 6.2, gặp lại sử gia, nhà này đã nhận ra sai lầm trước đấy và kẹp lại đủ mốc 7 để Kale gánh team. Đúng như đã nói thì Kale với 3 cuộn giấy clear cực nhanh. Cùng với các con 5 vàng hỗ trợ thì bài hôn mê chẳng mấy mà bay màu. Nhưng Yone vẫn chưa có ai đụng đến. Kẻ đầu tiên anh lao vào xử lý là con Kale. Sau đấy đến lượt lũ máu giấy phía sau để hồi phục lại bằng cầu hồi phục. Các tranh cơ còn lại không vượt qua nổi khả năng hồi máu của Yone. Anh dài với pha cân cả sàn ảo ma đến mức hôn mê cũng không nhịn được mà phải phá lên cười. Kỳ ngộ thứ tư của trận là Udyr ở 6.3, cho vĩnh viễn 4 lần roll miễn phí. Đối thủ là nhà hiền nhân, dù đã kê sẵn trước mặt Yone một con non siêu cứng, nhưng vẫn không thể cản được anh lướt ra sau và làm thịt Morgana chỉ sau 2 lần chiêu. Udyr hồi sinh cố chống cự thêm một lúc, hạ được vài quân, giữ lại chút máu cho đối phương. Nhà Sojin cho Huy từ chợ, gặp lại nhà thần thoại. Điểm mạnh của họ vẫn là dàn tranh cực trâu và có sát thương.
Lần này mất khá nhiều thời gian để Yone chạm tới Kerry Cockmore. Nhưng đến lúc này thì anh Yone lại chôn chôn, tiếp tục bỏ qua con sâu mà xuất hồn đi chém Manfi ở trên. Đến khi chém xong cục đá thì lại chạy đi đánh mấy con khác, để rồi thua một cách rất ngớ ngẩn. 6.6, gặp nhà sử gia Exodia. Lần này anh đổi cách xếp 3 carry đứng cùng một chỗ. Cách này hoạt động khá tốt khi Silas và Cain giúp Yone luồn ra sau rất nhanh, rồi lướt đi hạ Huey và Kale. Xong xuôi, cùng Silas càn quét hết dàn sau. Chiến thắng áp đảo cho hôn mê. Diệt rồng nhận được búa rèn. Vì không cần tranh nữa nên anh đập luôn hai đồ Nautilus và có kiếm súng cùng bùa đỏ cho Huey. Đầu 7 chấm, gặp bóng nhà thần thoại. Rút kinh nghiệm lần trước thì giờ anh đổi vị trí Yone. Nhưng nó vẫn rất là trôn khi cứ lướt vào tranh mà đánh. Nếu không nhờ Huey hỗ trợ lượng lớn sát thương thì Yone sẽ bị áp đảo bởi quân số của đối phương. Cuối cùng sau khi clear hết sàn, Yone mới chịu xử lý nốt con sâu gióm. Tốn quá là nhiều thời gian và công sức để đổi lấy chiến thắng này. Cuối cùng cũng lên 10 ở 7.2, kẹp Soraka kích quý nhân cho Rakan và thêm chút AP từ Thiên Cung. Đối đầu nhà sử gia Exodia, dù đã xếp để Yone có thể cắm đầu ra sau, nhưng nó vẫn cứ thích lướt và đánh tranh một cách khó hiểu. Đội hình từ đấy bị clear chóng mặt. Một lần nữa, Huey lại phải cầm cây bút lên, sửa sai hộ, tung những nét vẽ chuẩn chỉ ra hàng sau địch, chờ Yone quay lại. Anh không làm đồng đội thất vọng khi xuất hồn tiêu diệt Kale và Ire. Một mình Seth ở lại chống đỡ là không đủ. Huey mê chiến thắng và có top 1 với đội hình Yone sinh viên. Có thể thấy, dù kỹ năng khá là ung thư, nhưng vẫn có những cách nhất định để khắc chế Yone. Với thời gian trên máy chủ thử nghiệm còn dài, thì chắc chắn con quái vật này sẽ ít đáng sợ hơn khi ra mắt chính thức. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video về mùa 11 từ Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.